các bạn, mình là Mara, mình đến từ công ty tư vấn du học Inspiral. Bảng xếp hạng US News and World Report của Mỹ đã đánh giá trên 80 quốc gia và lựa chọn những quốc gia là điểm đến thích hợp nhất để nhập cư. Thì trong bảng xếp hạng này thì Canada xếp thứ 2 chỉ sau Thụy Điển thôi. Thì trong video clip này, cùng mình tìm hiểu xem là những lý do tại sao khiến quốc gia này trở thành điểm đến hấp dẫn để các bạn nhập cư nhé. Đầu tiên đó là nền giáo dục đẳng cấp thế giới, nằm trong top 3 nền giáo dục lớn nhất và tốt nhất thế giới thì Canada là một trong những quốc gia có cái sự đầu tư về phát triển giáo dục hơn bất kỳ quốc gia công nghiệp nào khác. Tại đây thì có một số trường nằm trong top 100 thế giới, có thể kể đến như là Đại học Toronto, Đại học McGill, Đại học British Columbia. Và theo thống kê thì có tới 54% người trưởng thành tại Canada trong độ tuổi từ 25 đến 64 tuổi là có bằng sau trung học phổ thông. Tiếp đến đó là chính sách nhập cư mở. Thì chính phủ quốc gia này luôn đề ra những cái biện pháp cũng như là chính sách nhập cư rộng mở nhằm thu hút được cái người dân có tay nghề cao cũng như là đáp ứng đủ điều kiện để nhập cư tại đây phát triển kinh tế đất nước. Thì thực tế các quy định nhập cư tại Canada thì khi so sánh với những quốc gia khác như là Úc thì không có quá khắt khe bằng. Điển hình là ở một số tỉnh bang như là Newfoundland, Quebec, Manitoba. Và ngay cả khi đang gặp khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19 hay là suy thoái về kinh tế thì quốc gia này cũng không hề giảm cái hạn ngạch, ngược lại còn tăng cái hạn ngạch nhập cư. Và đối với sinh viên Canada sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp đại học hay là thạc sĩ thì các bạn có thể ở đây đến 3 năm để xin việc cũng như là chuẩn bị cái hồ sơ của mình để xin nhập cư. Tiếp theo đó là về chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội tốt. Cũng theo báo cáo của trang này thì Canada được xếp hạng thứ nhất về chất lượng cuộc sống tốt dựa theo các tiêu chí như là chi phí bình ổn, về đến mức độ an toàn, về ổn định kinh tế, chính trị và hệ thống y tế phát triển. Và các bạn khi mà tới ở quốc gia này thì bạn sẽ nhận được nhiều hỗ trợ và an sinh xã hội cũng như gia đình bạn cũng sẽ hỗ trợ được đầy đủ. Và khi sinh viên theo học tập tại Canada thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì đây là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới với tỷ lệ tội phạm cực thấp. Yếu tố tiếp theo đó chính là về cơ hội việc làm. Mặc dù diện tích ở nơi đây rất là lớn, lớn thứ hai trên thế giới với diện tích lên đến gần 10 triệu km2, nhưng mà dân số tại Canada thì theo ước tính chỉ gần 38 triệu thôi. Điều này mở ra vô số cơ hội việc làm cho các bạn, rất nhiều lĩnh vực từ năng lượng, công nghệ, kỹ thuật, sản xuất cho đến dịch vụ. Và theo thống kê của năm ngoái thì mức lương trung bình tối thiểu ở Canada là 12.96, tức là gần 13 đô ca trên một giờ. Và đây là một trong những quốc gia có mức lương cao nhất đối với người lao động. Tiếp theo đó là đây là một quốc gia đa văn hóa. 1/3 dân số ở Canada thì đến từ các quốc gia khác như là Đức, Ý, Ireland, v.v. Trong đó có Việt Nam và Trung Quốc nữa, thì đã biến nơi đây thành một trong những quốc gia có cái sự đa dạng trong văn hóa của mình. Các bạn, mọi người ở đây thì tụ tập với nhau, sống hòa bình cũng như là duy trì được cái bản sắc văn hóa của họ. Và điều cuối cùng đó chính là mẹ thiên nhiên ưu đãi. Thì đây là không có một nơi nào tại Canada mà các bạn không có những cái địa điểm danh lam thắng cảnh thú vị. Như các bạn nếu mà muốn ghé thăm những cái ngọn núi đá tráng lệ thì có thể đến British Columbia, hoặc ghé những hòn đảo xanh đẹp thì có thể đến đảo Hoàng tử Edward, hoặc nếu các bạn muốn có thành phố sôi động hơn, nhộn nhịp hơn thì có thể tìm đến thành phố Toronto hoặc là Vancouver. Trên đây là một số lý do khiến Canada trở thành quốc gia lý tưởng nhất để nhập cư. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiral tại tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, hoặc thông qua email info@inspiral.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.